Em xin cảm ơn ban tổ chức. Trước hết, trước khi bắt đầu bài phát biểu của mình, em muốn hỏi các bạn học viên một số câu hỏi, đặc biệt là các bạn học viên khóa 8. Cánh tay của các bạn học viên khóa 8 ở đâu ạ? Hôm qua chơi Summer Tour, các bạn có thấy vui không ạ? Các bạn có làm quen được nhiều bạn mới không ạ? Các bạn có yêu trường CVG Business School không ạ? Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vâng. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, thưa các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và toàn thể các bạn học viên thân mến, em xin được tự giới thiệu, em tên là Trương Quốc Hưng, tới từ quê hương Nam Định và theo học ngành quản trị kinh doanh Business One. Hôm nay em rất vinh dự và tự hào khi được đứng đây thay mặt cho toàn thể các bạn học viên khóa 8 để nói lên những chia sẻ, suy nghĩ của mình. Và em cũng cảm thấy rất vui khi được đồng hành cùng bố của mình trong buổi lễ trang trọng này. Xin mọi người dành tặng một tràng pháo tay ạ. Để có thể trở thành sinh viên của một trường đại học, có lẽ là ước mơ, là mục tiêu phấn đấu của biết bao bạn trẻ trong những năm học phổ thông. Nhưng trên thực tế, đó lại là quá trình để chúng ta chọn cho mình được một ngôi trường phù hợp với đam mê, với khả năng của bản thân và gia đình. Em biết rằng có lẽ không chỉ riêng em và tất cả các bạn học viên có mặt tại đây ngày hôm nay đều cảm thấy rất vui khi được trở thành sinh viên của trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Global, nơi sẽ giúp chúng em tiếp nhận những nguồn tri thức mới, rèn luyện kỷ luật bản thân và trau dồi các kỹ năng để phục vụ cho công việc và cuộc sống sau này. Cũng như ba bạn học viên khác, để có thể thực hiện được ước mơ của mình, em đã dành thời gian tìm hiểu và tham khảo ý kiến từ những người có chuyên môn, từ phía gia đình và các anh chị đi trước để có thể lựa chọn được ngành nghề phù hợp với bản thân. Thêm vào đó là tìm cho mình một ngôi trường giúp em học tập và phát triển đủ ba yếu tố: thân, tâm, tuệ. Và thật may mắn với em khi được thầy cô và các anh chị đi trước hướng dẫn về chương trình đào tạo của trường, cũng như giúp các sinh viên khóa mới như em tìm được định hướng và tương lai của mình. Mới ngày đầu đặt chân tới trường, em cảm thấy từ thầy cô tới anh chị và bạn bè không những thân thiết, nhiệt tình mà còn rất năng động. Điều này càng giúp em chắc chắn và tự tin hơn vào con đường mà mình đã chọn. Dù là một ngôi trường ngoài công lập, nhưng trường có một đội ngũ giáo viên là các thầy cô vô cùng vui vẻ, tâm huyết và tổ chức các hoạt động vô cùng ý nghĩa. Đó là động lực mạnh mẽ giúp em cố gắng và quyết tâm hơn nữa trong việc học tập và rèn luyện tại trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Global. Đây quả thật là một ngôi trường phát triển vì cộng đồng. Hôm nay, trong ngày khai giảng của trường, thay mặt cho các bạn tân học viên khóa 8, em xin gửi tới quý thầy cô giáo lời cảm ơn sâu sắc vì đã chọn chúng em trở thành một mảnh ghép đặc biệt của trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Global. Và con cũng xin cảm ơn tới bố mẹ đã đồng hành và ủng hộ con trên con đường theo đuổi ước mơ của mình. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, phấn đấu hết mình để không phụ lòng mong mỏi của gia đình, thầy cô và sứ mệnh của nhà trường, trở thành một doanh nhân thành công và hạnh phúc. Cuối cùng, em xin gửi tới quý đại biểu, quý thầy cô, quý bậc phụ huynh và các bạn học viên lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho buổi lễ hôm nay diễn ra thành công tốt đẹp. Em xin chân thành cảm ơn.